Thở ra. Hít vào sâu. Thở ra trong. Hít vào thật sâu. Thở ra hết. Hít vào. Thở ra. Quan sát và cảm nhận hơi thở của mình. Hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm. Hít vào sâu. Thở ra hết. Hít vào. Thở ra. Thả lỏng vai. Mở nhẹ lồng ngực. Nâng nhẹ cằm. Hít vào. Thở ra. Hít vào thật sâu. Thở ra hết. Hít vào. Thở ra. Hít sâu. Thở hết. Hít vào. Thở ra. Thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Từ đây chúng ta cùng đưa hai tay chấp nhẹ về trước ngực. Cùng ngân một âm thanh ô khi thở ra. Hít vào. Ô. Cùng xoa nóng hai bàn tay của mình. Xoa nhanh ấm hai lòng bàn tay. Cùng đưa hai bàn tay đặt lên đôi mắt. Miết chặt lòng bàn tay từ đôi mắt cho đến tai ba lần. Một. Hai. Ba. Từ cằm cho đến tai của mình. Một. Hai. Ba. Tiếp tục cùng xoay nhanh xoay ấm lần tiếp theo. Cùng đưa hai tay của mình ra sau gáy. Miết chặt lòng bàn tay sang hai bên. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Cùng đưa hai tay về trước nhìn sâu vào hai lòng bàn tay. Cùng chắp tay và chào nhau. Namaste. Chào cả lớp mình. Rồi. Nay chúng ta cùng đặt hai tay của mình lên gối. Cùng hít vào mở ngực nâng nhẹ cằm. Vươn dài các đốt sống cổ. Thở ra cuộn lưng lại. Mắt nhìn xuống xuống. Tiếp tục hít vào mở ngực nâng cằm lên. Vươn dài các đốt sống. Thở ra cuộn lưng lại. Mắt nhìn xuống. Hít vào mở ngực nâng cằm lên. Giữ ở đây 5 4 3 2 1 Thở ra cuộn lưng. Hóp sâu bụng, mắt nhìn xuống. Tiếp tục hít vào mở ngực nâng cằm. Giữ ở đây 5
4 3 2 1 thở ra cuộn lưng hấp sâu bụng mắt nhìn xuống. Tiếp tục hít vào mở ngực nâng cằm lên. Giữ ở đây nào. 4 3 2 và 1 thở cuộn lưng lại mắt nhìn xuống. Hít vào thẳng lưng. Thở xoay nhẹ đầu sang bên trái. Mắt nhìn ra sau vai. Hít vào về giữa. Thở đổi bên. Hít vào về giữa. Thở xoay đầu sang bên trái. 3 2 1 hít vào về giữa. Thở ra đổi bên. 3 2 1 tiếp tục hít vào về giữa. Thở xoay đầu sang bên. 3 2 1 hít vào về giữa. Thở đổi bên. 3 2 1 hít vào trở về. Rồi chúng ta cùng xoay tròn cuộc sống của mình từ trái qua phải. 1 Rồi hít vào ngực thấp xuống. Thở ra cuộn lưng lên cao. 2 3 4 5 6 7 8 Và chúng ta cùng xoay theo chiều ngược lại. 8 7 6 5 4 3 2 Và 1 Từ đây chúng ta cùng duỗi nhẹ chân, thả lỏng hai chân của mình. Rung rinh hai chân, thả lỏng chân. Thả lỏng chân. Rồi lúc này chúng ta cùng tiếp tục gấp đầu gối của mình lại, dùng vòng. Rồi. Hai tay nắm vào vòng của mình. Rồi. Hít vào cùng nâng vòng lên. Đi vòng ra sau. Mở căng lồng ngực. Nâng cằm. Duỗi thẳng cánh tay. Cảm nhận sâu lưng trên. Thở ra cuộn lưng. Hạ vòng xuống, mắt nhìn xuống. Tiếp tục hít vào nâng vòng lên. Duỗi thẳng. Giữ ở đây hít thở đều 5 4 3 2 1 thở hạ vòng xuống. Cuộn lưng lại, mắt nhìn xuống. Mắt nhìn xuống. Tiếp tục hít vào nâng vòng lên. Giữ ở đây hít thở đều 5 4 3 2 1 thở hạ vòng xuống. Cuộn lưng lại, mắt nhìn xuống. Tiếp tục hít vào nâng vòng của mình lên. Duỗi thẳng cánh tay. Giữ ở đây 5 4 3 2 và 1 thở hạ vòng. Cuộn lưng lại, mắt nhìn xuống. Tiếp tục hít vào nâng vòng lên. Giữ ở đây 5 4 3 2 1 thở hạ vòng xuống, cuộn lưng của mình lại, mắt nhìn xuống. Từ đây chúng ta cùng đặt vòng về phía trước của mình, đặt vòng về trước. Rồi. Lúc này chúng ta cùng nhẹ nhàng đẩy vòng về trước, gập người xuống. Gập người xuống. Ngực về gần, duỗi thẳng cánh tay. Giữ ở đây 5 4 3 2 1 thở kéo vòng về gần, cuộn lưng lại, mắt nhìn xuống. Tiếp tục hít vào đẩy vòng về trước. Gập người duỗi thẳng cánh tay của mình. Hít thở đều 5 4 3 2 1 thở kéo vòng về gần, cuộn lưng lại, mắt nhìn xuống. Lần tiếp theo tiếp tục hít vào đẩy vòng về trước. Giữ ở đây hít thở đều 5 4 3 2 1 Tiếp tục hít vào trở về. Từ đây chúng ta cùng duỗi thẳng hai chân của mình, gấp cổ chân lại. Duỗi thẳng hai chân, gấp cổ chân lại. Tiếp tục đẩy vòng về trước, gập người xuống. Cảm nhận căng giãn cơ chân nữa. Hít thở đều
5 4 3 2 1 Thở kéo vòng về gần, cuộn nhẹ lên, mắt nhìn xuống. Tiếp tục khít vào, đợi vòng về trước gặp người. Khít thở đều. 5 4 3 2 1 Thở kéo vòng về, cuộn lưng lại, mắt nhìn xuống. Một lần nữa đẩy vòng về trước, gập người xuống. Khít thở đều 5 4 3 2 1 Rồi kéo vòng về gần, cuộn lưng lại, mắt nhìn xuống. Lúc này chúng ta cùng co đầu gối của mình lại, đưa vòng ra sau lưng, rồi dùng một viên gạch chẹn cái vòng của mình ở sau lưng lại. Chẹn gạch chẹn lưng. Rồi từ đây chúng ta sẽ co hai chân của mình lại. Rồi. Tì lưng dưới vào vòng. Hai tay của mình sang ngang hai bên. Rồi chúng ta sẽ cảm nhận ngã cái lưng của mình, ngã lưng trên. Ngã nhẹ đầu. Rồi bắt đầu vươn tay qua đầu. Duỗi thẳng. Hai tay chạm vào nhau. Có thể thả lỏng đầu xuống. Giữ ở đây cảm nhận vai và lưng trên. Hít thở đều 5 4 3 2 1 Thở hạ tay xuống. Cuộn lưng lại, mắt nhìn xuống. Mắt nhìn xuống. Mắt nhìn xuống. Tiếp tục hít vào, hai tay vươn lên. Hai tay sang ngang rồi đi ra sau. Duỗi thẳng cánh tay của mình. Hai lòng bàn tay chạm vào nhau. Hai lòng bàn tay chạm. Duỗi thẳng. Rồi từ đây nếu tốt thì chúng ta sẽ tách nhẹ cái mông của mình lên. Nhưng mông chỉ tách nhẹ một xíu thôi, vẫn chìm mông xuống. Rồi cảm nhận căng giãn sâu. 3 2 1 Thở hạ mông xuống. Hạ mông xuống sàn, cuộn lưng lại, mắt nhìn xuống. Mắt nhìn xuống. Hít thở đều. Mông lùi ra sau nữa cùng gật. Mông lùi ra sau nữa. Tiếp tục hít vào, hai tay vươn lên cao. Hai tay vươn lên. Ngã lưng ra sau. Thả lỏng. Ngã lưng, duỗi thẳng cánh tay. Hít thở đều 5 4 3 2 1 Thở hạ mông xuống. Cuộn lưng lại, mắt nhìn xuống rồi. Cuộn lưng lại, mắt nhìn xuống. Tiếp tục chúng ta cùng hít vào, lên, mông tay lên. Giữ ở đây 1 2 3 4 5 Rồi nhẹ nhàng thở, cuộn lưng lại, mắt nhìn xuống, mắt nhìn xuống. Tiếp tục chúng ta cùng hít vào, tay vươn lên cao một lần nữa. Cảm nhận cột sống được kéo giãn sâu. Các đốt sống cổ của chúng ta được kéo giãn sâu, mông thấp hơn chị Thu Liên. Giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1 Thở ra hạ mông xuống. Cuộn lưng lại, mắt nhìn xuống. Mắt nhìn xuống. Hít thở đều. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở. Rồi tiếp tục này chúng ta nhẹ nhàng đặt vòng của mình sang bên. Đặt vòng của mình sang bên phải. Đặt cổ chân của mình lên vòng. Đặt vòng sang bên phải. Đặt cổ chân lên vòng. Gấp đầu gối chân còn lại. Từ đây chúng ta cùng khít vào, hai tay vươn lên cao. Hai tay vươn lên cao. Đan tay ngửa căng lòng bàn tay. Đi tay ra sau. Giữ ở đây 5 4 3 2 1 Rồi tay phải sang bên phải. Nghiêng vươn căng tay trái. Giữ ở đây 5 4 3 2 1 Khít vào, hai tay vươn lên. Thở tay trái ra sau mông trái. Hít mông lên. Vươn căng cánh tay của mình. Tốt, mở hết ngực. Mắt ngước nhìn lên. Cảm nhận sâu lưng trên của mình. 5 4 3 2 1 Thở hạ mông xuống. Rồi gập người về trước. Tay đặt về trước. Giữ ở đây 1 2 3 4 5
Rồi tiếp tục khít vào hai tay vươn lên cao. Rồi đan tay ngửa căng lòng bàn tay. Đi tay ra sau gấp cổ chân ở trên vòng lại. 5, 4, 3, 2 và 1. Tiếp tục nghiêng người sang bên. Giữ ở đây khít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Khít vào hai tay vươn. Thở tay ra sau. Khít mông lên vươn căng cánh tay. Ngã lưng ra sau. Khít thở đều. 5, 4, 3, hông lên cao. 2, 1, thở hạ mông xuống. Gấp người lại. Khít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi lúc này chúng ta nhẹ nhàng đưa chân trái của mình chống bàn chân lên. Rồi. Hai chân vẫn tạo thành một góc vuông. Rồi. Khít vào tay vươn lên cao. Tay vươn lên cao. Thở tay phải ra sau mông. Khít mông lên. Vươn căng cánh tay trái của mình. Mở ngực ngả lưng ra sau. Khít thở đều. 1, 2, 3, 4, 5. Thở hạ mông của mình xuống. Khít vào hai tay vươn lên cao. Thở vặn xoắn sang bên. Gáy tay ra ngoài đầu gối. Giữ ở đây khít thở đều. 5, 4, 3, 2. Lúc này gấp cổ chân trái của mình lại. Tay nắm vào giữa lòng bàn chân. Nâng chân lên. Đi tay trái ra sau, ra xa. Rồi, di chuyển chân trái sang trái. Giữ ở đây. Rồi, mắt nhìn ra sau vai trái. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ chân của mình xuống. Tiếp tục khít vào hai tay vươn lên cao. Hai tay vươn lên. Thở ra vẫn tiếp tục, tay phải ra sau. Khít mông lên. Ngả lưng ra sau. Nâng hông lên. Tay khép sát cánh vào tai của mình. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ mông xuống. Khít vào hai tay vươn. Hai tay vươn. Thở vặn xoắn sang bên. Gấp cổ chân lại chị. Gấp cổ chân xoay lại. Rồi. Thẳng lưng lên. Khít thở đều. Rồi tiếp tục gấp cổ chân trái của mình. Tay phải nắm vào giữa bàn chân. Nâng chân lên. Di chuyển chân trái sang trái. Rồi tay còn lại đi ra xa. Cảm nhận căng cái phần cột sống của mình vặn xoắn ở đây. 5, 4, 3. Thở ra. 2, 1. Rồi nhẹ nhàng hạ chân của mình xuống. Hạ chân xuống. Khít thở đều. Bây giờ chúng ta tiếp tục duỗi thẳng cái chân trái của mình ra. Duỗi thẳng chân trái ra. Duỗi hai chân tạo thành một góc vuông. Rồi. Khít vào hai tay vươn lên. Thở gập người ôm chân trái của mình. Bụng về gần đùi. Làm theo khả năng. 5, 4, 3, 2, 1. Khít vào hai tay vươn lên. Thở xoay người gập người ôm chân phải của mình. Bụng về gần đùi của mình. Khít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp tục khít vào hai tay vươn lên. Thở gập người ôm chân. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2 và 1. Khít vào hai tay vươn lên. Thở đùi bên gập người xuống. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi nhẹ nhàng này chúng ta kéo vòng về gần một chút. Luồn sâu tay trái của mình xuống dưới đùi trái. Luồn sâu tay trái xuống dưới đùi phải. Rồi tay nắm vào bàn chân. Nếu tốt thì chúng ta nâng chân của mình lên. Được chưa? Kéo chân. Rồi giữ ở đây. 5, luồn sâu tay. Luồn sâu cánh tay phải của mình xuống dưới đùi phải. Được chưa? 3, 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng hạ chân của mình xuống. Rồi tương tự chúng ta cùng đổi bên. Di chuyển vòng sang bên. Rồi đặt cổ chân trái của mình lên vòng. Đặt cổ chân trái lên vòng. Khít vào hai tay vươn lên cao. Hạ đầu gối xuống.
Rồi đẩy ngực nâng cằm lên. Rồi hít thở đều năm. Bốn, thả lỏng vai ra nào. Vai của chúng ta không đưa thật cao rụt hết tai lại mà thả lỏng. Ba, hai, một, nghiêng người sang bên. Hít thở đều. Năm, bốn, ba, hai và một, hít vào tay vươn. Thở tay phải ra xong không? Hít hông lên. Vươn căng cánh tay, mở ngực ra. Hít thở đều. Năm, bốn, ba, hai, một, thở hạ mông xuống. Bỏ tay về trước gập người xuống. Hít thở đều. Hít thở đều. Năm, bốn, ba, hai và một, tiếp tục hít vào, hai tay vươn lên. Đan tay, ngửa căng lòng bàn tay. Giữ ở đây. Năm, bốn, cố gắng tì cái hông trái của mình xuống. Ba, hai, một, nghiêng người sang bên. Tiếp tục vươn căng. Hít thở đều. Năm, bốn, ba, hai, một, hít vào tay vươn. Thở tay ra sau mông. Hít mông lên. Ngả lưng ra sau. Hít thở đều. Năm, bốn, ba, hai và một, thở hạ mông xuống. Rồi gập người xuống. Hít thở đều. Năm, bốn, ba, hai, một. Rồi nhẹ nhàng chúng ta chống bàn chân phải của mình lên. Hít vào, hai tay vươn. Thở tay trái ra xong mông. Hít mông lên. Rồi có thể đẩy nhẹ vòng ra xa. Mở căng lồng ngực hết ra. Hông cao lên. Năm, bốn, ba, hai và một, thở hạ hông xuống. Hít vào, hai tay vươn. Thở vặn xoắn sang bên. Hít thở đều. Giữ ở đây. Ba, hai và một, gấp cổ chân, tay nắm vào bàn chân. Nâng chân. Rồi đi chân ra xa. Di chuyển tay phải của mình ra xa. Cảm nhận cuộc sống vặn xoắn ở đây. Năm, bốn, ba, hai, một, thở hạ chân xuống. Hạ chân xuống. Tiếp tục hít vào, hai tay vươn lên. Hai tay vươn lên. Thở tay phải ra sau mông. Hít mông lên. Giữ ở đây. Năm, bốn, ba, hai, một, thở hạ mông xuống. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở vặn xoắn sang phải. Vặn xoắn sang phải. Tay nắm xuống bàn chân của mình. Hít thở đều. Tốt, nâng chân lên. Di chuyển chân phải sang phải. Tay trái đi ra xa. Chân trái đi ra xa nữa. Hít thở đều. Năm, tay đi ra xa nữa. Tay kia. Năm, bốn, ba, hai, một, thở hạ chân xuống. Rồi bây giờ duỗi thẳng chân của mình ra. Duỗi thẳng chân phải. Chân trái vẫn ở trên. Rồi, vẫn duỗi ra. Rồi tiếp tục hít vào, hai tay vươn lên. Thở xoay người, gập người, ôm chân. Giữ ở đây, hít thở đều. Năm, bốn, ba, hai và một, hít vào, hai tay vươn. Thở gập người, ôm chân. Giữ ở đây. Năm, bốn, ba, hai, một, tiếp tục hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở gập người, ôm chân. Giữ ở đây. Năm, bốn, ba, hai, một, tiếp tục hít vào, hai tay vươn. Thở gập người. Giữ ở đây. Năm, bốn, ba, hai, một, rồi co bàn chân của trái của mình lại luồn sâu tay của mình xuống dưới đùi. Rồi tay còn lại nắm vào giữa lòng bàn chân. Xoay vai. Đẩy chân của mình lên. Giữ ở đây. Hít thở đều. Năm, bốn, ba, hai và một, thở hạ chân xuống. Hạ chân xuống. Rồi duỗi chân, thả lỏng hai chân của mình. Rung rinh hai chân.
dùng dình hai chân ngồi. Khít thở đều. Khít vào. Thở ra. Khít sâu. Thở, lúc này chúng ta cùng đưa vòng của mình về trước. Đưa vòng đặt về phía đầu thả. Rồi chúng ta cùng trở về tư thế cái bàn. Cái bàn. Cái bàn. Rồi cùng khít vào mọi ngực nâng cằm. Vươn dài cơ cổ của mình. Thở ra cuộn lưng lại. Mắt nhìn xuống rốn. Hóp sâu bụng mắt nhìn xuống. Tiếp tục khít vào mọi ngực nâng cằm. Vươn dài các đốt sống cổ. Giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra cuộn lưng lại. Hóp sâu bụng mắt nhìn xuống. Tiếp tục khít vào mở ngực nâng cằm. Giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra cuộn lưng. Hóp thật sâu bụng mắt nhìn xuống rốn. Tiếp tục khít vào mở ngực nâng cằm. Giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra cuộn lưng. Hóp thật sâu bụng mắt nhìn xuống. Một lần nữa khít vào mở ngực nâng cằm lên. Giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Thở cuộn lưng. Mắt nhìn xuống. Mắt nhìn xuống. Khít thở đều. Rồi kéo mông lên cao, tách đầu gối về chỗ úp mặt. Chỗ úp mặt, khít thở đều. Khít sâu. Thở khít vào đá chân phải ra sau lên. Duỗi thẳng chân phải. Giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Bước từ từ chân phải về giữa hai bàn tay. Hạ đầu gối chân sau của mình xuống sàn. Hạ đầu gối chân sau xuống. Rồi lúc này chúng ta hai tay nắm vào vòng của mình. Khít vào nâng vòng lên. Duỗi thẳng cánh tay đi vòng ra sau. Mở căng lồng ngực. Căng giãn thân trên. 5. Duỗi thẳng khuỷu tay. 4. 3. 2. 1. Thở hạ vòng xuống. Hạ vòng xuống. Tiếp tục chúng ta duỗi thẳng chân trước. Kéo mông ra sau, gấp cổ chân lại. Khít thở đều 5. 4. 3. 2 và 1 trùng đầu gối lại. Cùng bước chân ra sau về tấm ván cao. Tấm ván cao. Xốc vai lên giữ ở đây. 5. 4. 3. Kéo người về trước chị. Rồi. Mềm khuỷu tay ra, hai bàn tay gần lại hơn. 2. 1. Hạ đầu gối xuống. Hạ ngực cằm 8 điểm chạm sàn. 8 điểm chạm sàn. Khít vào trườn người lên. Tay ngang ngực của mình. Bàn tay chống ngang ngực. Trở về cho úp mặt, chìm sâu vai xuống. Khít thở đều. Khít vào. Thở ra. Khít vào sâu. Thở ra. Chúng ta cùng đổi bên. Khít vào đá chân trái ra sau lên. Đá chân trái ra sau. Giữ ở đây 5. 4. 3. 2. 1. Bước từ từ chân trái về giữa hai tay của mình. Chìm háng thấp dần xuống. Chìm háng thấp dần xuống. Khít thở đều. Tiếp tục tay nắm vào vòng. Hai tay nâng vòng, duỗi thẳng tay. Đẩy ngực nâng cằm. Giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Thở ra hạ vòng xuống. Rồi tiếp tục duỗi thẳng chân trước, kéo mông ra sau. Gấp cụ chân trước, kéo mông ra sau. Khít thở đều. 5, chỗ rút ạ. 4, chỗ rút. 3, uống thêm nước. 2, 1. Rồi nhẹ nhàng trùng đầu gối. Cùng bước chân ra sau tấm ván cao. Tấm ván cao. Tấm ván cao. Giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ đầu gối xuống. Hạ ngực cằm. 8 điểm chạm sàn. 8 điểm chạm sàn. 8 điểm chạm sàn. Hít vào trườn người lên, rắn hổ mang. Rắn hổ mang. Thở ra trở về chỗ úp mặt. Chìm sâu vai xuống. Khít thở đều.
Hít vào thật sâu. Thở ra. Hít vào. Tiếp tục hít vào, đá chân phải ra sau lên. Đá chân phải ra sau lên. Từ từ bước chân phải về giữa hai tay của mình. Nay chúng ta cùng tay nắm vào vòng. Hít vào, nâng vòng của mình lên. Duỗi thẳng cánh tay. Ngả lưng ra sau. Giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Thở hạ vòng của mình xuống. Tiếp tục duỗi thẳng chân phải. Đặt vòng về trước, tay vẫn nắm vào vòng. Hít thở đều. Đặt vòng vào bên trong của chân phải. 4, 3, 2, 1. Tiếp tục trùng đầu gối phải. Hít vào, nâng vòng lên. Tiếp tục duỗi thẳng cánh tay. Cảm nhận kéo giãn sau, tay vai trên. Rồi siết mạnh mông đùi lại. 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp tục đặt vòng xuống và duỗi thẳng chân phải. Hít thở đều. Hít thở đều. Hít vào sau. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Rồi tiếp tục chúng ta trùng đầu gối, hít vào, nâng vòng của mình lên. Hít vào, nâng vòng lên. Giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Thở hạ vòng xuống. Tiếp tục duỗi thẳng chân của mình. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2 và 1. Trùng đầu gối xuống. Đặt vòng về phía trước. Hạ tay xuống sàn. Bước chân ra sau, tấm ván cao. Tấm ván cao. Giữ ở đây. Rồi, bấm chặt các đầu ngón tay. 5, 4, 3. Xoay cùi, trỏ tay ra bên ngoài. 2, 1. Hạ đầu gối xuống. Hạ ngực càng 8 điểm chạm sàn. 8 điểm chạm sàn. Khít vào, trườn người lên. Đẩy ngực nâng càng lên. Trở về trỏ úp mặt. Chìm sâu vai xuống. Khít thở đều. Khít vào. Thở ra. Hít vào sau. Thở ra hết. Rồi tiếp tục chúng ta đổi bên chân. Hít vào, đá chân trái ra sau lên cao. Đá chân trái ra sau lên. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Bước từ từ chân trái về giữa hai tay. Bước từ từ chân trái về giữa hai tay. Tiếp tục tay nắm vào vòng của mình. Hít vào, nâng vòng. Siết mạnh mông đùi. Siết mạnh chân của mình lại. Nâng vòng lên. Lực dồn đều vào chân sau. Căng giãn ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ vòng xuống. Hạ vòng xuống. Từ từ duỗi thẳng chân trước. Kéo giãn cơ chân. Hít thở đều. Hít thở đều. Hít vào sâu. Thở ra. Hít vào sâu. Thở ra. Tiếp tục chúng ta trùng đầu gối chân trái. Rồi hít vào, nâng vòng của mình lên. Nâng vòng của mình lên. Giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi nhẹ nhàng thở hạ vòng xuống. Duỗi thẳng chân trước. Kéo giãn cơ chân. Kéo mông lên cao. Hít thở đều. Hít sâu. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Tiếp tục chúng ta cùng trùng đầu gối. Một lần nữa hít vào, nâng vòng của mình lên. Giữ ở đây, hít thở đều. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi nhẹ nhàng thở hạ vòng xuống. Duỗi thẳng chân trước. Kéo giãn cơ chân. Hít thở đều. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Hít vào. Rồi lúc này đặt vòng sang một bên. Rồi. Hạ tay xuống. Tấm ván cao. Tấm ván cao. Giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Thở hạ đầu gối xuống. Hạ ngực cằm. 8 điểm chạm sàn. Hít vào, trườn người lên. Trườn người lên. Trở về cho úp mặt. Chìm sâu vai xuống. Chìm sâu vai.
Hít thở đều. Hít vào. Thở ra. Hít vào sâu. Thở ra hết. Hít vào thật sâu. Thở hết ra. Rồi từ đây chúng ta cùng đi bộ hai chân của mình về gần, về giữa thảm. Đi bộ và từ từ đứng lên. Mày tay của chúng ta sẽ nắm vào vòng của mình. Hai tay nắm vào vòng. Rồi. Hai tay nắm vào vòng. Nắm vào bên trong. Rồi. Vậy chúng ta sẽ trùng đầu gối giống như chiếc ghế á, nhưng mà sẽ rồi cong mông ra sau, tay đi ra sau, mở ngực ra. Rồi, nếu tôi có thể kiễng gót chân lên nữa. Giữ ở đây. Kéo mông ra sau. Nằm, trùng đầu gối nhiều hơn. Kéo mông ra hơn. 3, 2, 1, rồi nhẹ nhàng hạ vòng xuống, đặt vòng xuống, cuộn lưng lại, cuộn xương cột lại. Cuộn xương cột lại. Tiếp tục hít vào nâng vòng lên, trùng đầu gối, kéo mông ra sau. Tay đi ra sau, mở căng lồng ngực của mình. Tốt, bắt đầu kiễng gót chân lên, siết đùi, siết. Hít thở đều, duỗi thẳng khuỷu tay. 5, vòng đi ra sau nhiều hơn chị Liên. 4, 3, 2, 1, đặt vòng xuống, cuộn lưng lại, mắt nhìn xuống. Tiếp tục hít vào vòng lên. Tiếp tục, trùng đầu gối kéo mông ra sau, đi vòng ra sau. Rồi, tốt kiễng gót chân, siết mạnh cơ đùi, giữ. 1, 2, 3, 4, 5, rồi nhẹ nhàng cuộn lưng lại, mắt nhìn xuống, hít thở đều. Hai lần nữa, tiếp tục hít vào nâng vòng lên, nâng vòng của mình lên, trùng đầu gối, kéo mông ra sau thật nhiều, kéo mông ra sau. Rồi, tiếp tục kiễng gót chân nếu được, kiễng gót chân nếu được, giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1, thở, hạ vòng xuôi xuống, cuộn lưng lại, mắt nhìn xuống, hít thở đều, hít thở đều. Tiếp tục hít vào, trùng đầu gối, kiễng gót chân lên, giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, thở, cuộn lưng lại, mắt nhìn xuống, hít thở đều, hít vào, thở ra, hít vào sau, thở ra hết. Rồi từ đây chúng ta nhẹ nhàng đặt vòng của mình xuống, đặt vòng xuống. Rồi. Từ đây lúc này chúng ta nhẹ nhàng như sau, hạ đầu gối của mình xuống sàn. Dùng hai viên gạch của mình, dùng hai viên gạch chẹn vào vòng ở giữa. Lúc này chúng ta cùng thực hiện tư thế chó úp mặt với vòng. Rồi, vòng ở giữa này. Bấm chặt bàn tay. Rồi bước chân của mình lên vòng được chứ. Rồi. Giữ ở đây, hít thở đều. Đặt vòng lùi xuống dưới. Vòng với gạch lùi xuống phía dưới. 1/3 từ dưới đi lên. 1/3. Trong quá trình bước, trước khi bước chúng ta hít vào, nín thở lại. Được chưa? Bao giờ ổn định tư thế thì chúng ta hít thở đều. Không là chúng ta cứ lúc quá trình làm chúng ta nín thở nhé, để không bị dễ ngã. Hít vào này, trước khi bước chân hết lên thì chúng ta hít vào một hơi, rồi nín thở lại. Giữ ở đây. Nếu ai tốt thì mới đá một chân lên cao, còn không thì vẫn giữ nguyên nhé. 1. Tay về trước nhiều nữa chị Mai. 2. Tay về trước nhiều nữa chị Mai ạ. Tay gần vòng quá. 3, 4, 5, rồi nhẹ nhàng, có thể đổi bên chân hoặc hạ xuống, rồi, có thể hạ đầu gối xuống, hạ đầu gối xuống, rồi, úp mu bàn chân lên vòng, mông tì ra phía sau gót chân, hạ ngực cằm xuống, hạ ngực cằm xuống, giữ ở đây,
Hít thở đều. Hít thở đều. Hít vào sau. Rồi kéo mông ra sau, tì ngực cằm xuống. Đúng rồi đó. Hít thở đều. Hít thở đều. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào sâu. Thở ra hết. Hít vào. Thở từ đây nếu tốt chúng ta sẽ nâng một chân phải của mình lên ạ. Vẫn ngực cằm tí xuống. Ai tốt thì nâng, còn không thì không cần nâng chân. Rồi bây giờ nâng chân phải lên ạ. Duỗi thẳng chân phải. Tì ngực cằm của mình xuống. Tì ngực cằm. Giữ ở đây. 5 4 3 Hạ ngực xuống chị. Hạ ngực cằm xuống. 2 1 Rồi hạ đầu gối xuống. Hạ đầu gối xuống. Rồi. Đổi bên chân nếu được. Đổi bên chân. Giữ ở đây. 5 4 Khó quá. 3 2 1 Thở hạ xuống. Rồi chống bàn tay ngang ngực, cuộn lưng lại con mèo. Mắt nhìn về rốn. Mắt nhìn về rốn. Hít thở đều. Hít thở đều. Hít vào. Thở ra. Hít vào sau. Thở tiếp tục, chúng ta cùng về chỗ mặt một lần nữa. Rồi, chỗ mặt, bước chân lên vòng nào. Rồi, bước chân của mình lên ạ. Rồi, giữ ở đây, kéo mông lên. Giữ, đau mỏi cổ tay có thoát thế sớm nha, không cần phải ép mình giữ lâu đó. 5, 4, tì vai nhiều xuống vi. 3, 2, 1. Rồi nếu tốt đá chân của mình lên, đá chân lên. Giữ ở đây. 1 2 3 4 5 Rồi hạ chân xuống. Đổi bên chân của mình. Đổi bên chân. Tiếp tục hít đổi bên chân. Giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Hạ chân của mình xuống. Hạ đầu gối xuống. Rồi chúng ta từ từ hạ ngực cằm, chạm xuống sàn, cảm nhận căng phần thân trên của mình. Bò tay xuống. Rồi, duỗi thẳng hai cánh tay. Giữ ở đây, hít thở đều. 5 4 3 2 Và 1 Rồi, nếu tốt bây giờ này, ai cảm thấy nâng chân khó thì vẫn cứ giữ nguyên để kéo giãn thân trên của mình. Còn đâu ai tốt thì nâng chân phải. Nâng chân phải lên. Rồi, có thể đi hai đầu gối về gần nhau hơn thì khi nâng chân sẽ cảm thấy dễ hơn. Hít thở đều. Hít thở đều. 5 4 3 2 1 Thở hạ đầu gối xuống. Đổi bên. Đổi bên. Duỗi thẳng chân. 5 4 3 2 1 Thở hạ chân xuống. Hạ chân của mình xuống. Rồi lúc này chúng ta cùng nhẹ nhàng chống bàn tay ngang ngực, cuộn lưng lại. Mắt nhìn xuống rốn. Mắt nhìn xuống rốn. Hít thở đều. Hít thở đều. Lúc này vòng vẫn ở chính giữa như vậy. Chúng ta cùng trở về tư thế cháu úp mặt nhưng mà không đứng lên vòng. Chân lùi ra sau, vòng vẫn ở giữa. Hít thở đều. Hít thở đều. Hít vào sau. Hít vào đá chân trái ra sau lên. Giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Bước từ từ chân trái về giữa hai tay. Tì đầu, tì đùi phải của mình lên vòng. Bấm chặt mũi chân sau xuống sàn. Hít vào, hai tay vươn lên. Chắp tay lại, ngả lưng ra sau. Hít thở đều. 5 4 3 2
một hai tay ra sau lưng, đan tay xoay vai, đẩy ngực nâng cằm lên, giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Lúc này chúng ta nhẹ nhàng vẫn tì được đùi phải của mình lên vòng, nhưng mà phải chìm cái háng hông của mình thấp xuống, rồi gấp đầu gối chân phải lại, gấp đầu gối chân phải lại, siết đùi lại, đừng thả lỏng, thả lỏng sẽ khó. Rồi nếu tốt, gấp đầu gối gài vào khớp khuỷu tay phải của mình, hai tay chấp nhẹ đan móc khóa tay giữa, giữ ở đây. Rồi nếu tốt thì vòng tay qua đầu. Rồi đẩy chân ra xa, chìm sâu háng hông đùi xuống, cảm nhận càng giãn sâu, hông thấp xuống chị. 5, 4, chân trước về trước một xíu. 3, 2, vòng phải đặt ở chỗ này chị, gài vòng và gài chân vào đây, đau quá. 2, 1, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, hạ cơ thể của mình về trước. Rồi cuộn lưng lại, mắt nhìn xuống, cuộn lưng lại, mắt nhìn xuống. Rồi giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1, cùng bước chân ra sau, về chó úp mặt, chìm sâu vai. Hít thở đều, hít thở đều, hít vào sau, thở ra, đổi bên chân, hít vào đá chân phải ra sau lên. Từ từ bước chân phải về giữa hai bàn tay. Rồi. Hít vào, hai tay đưa lên cao, bước chân về giữa hai tay đi. Rồi. Hai tay đưa lên, đẩy ngực nâng cằm ngả lưng ra sau. Giữ ở đây, duỗi thẳng khuỷu tay của mình. 5, 4, 3, 2, 1, hai tay ra sau lưng. Tiếp tục ngả lưng ra sau, ngả lưng ra sau. Giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, rồi nhẹ nhàng. Ngay chúng ta chìm đùi thấp xuống, đùi của mình thấp xuống. Rồi gấp đầu gối chân trái lại, gấp đầu gối chân trái lại. Tay trái ra sau, nắm vào bàn chân. Tay trái ra sau, nắm vào bàn chân. Chân phải có thể di chuyển về trước, rồi chìm hông thấp dần xuống. Siết mạnh đùi lại, siết mạnh đùi lại. Gài chân vào khuỷu tay của mình, gài bàn chân vào khuỷu tay. Giữ ở đây, hít thở đều. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, to chị, giữ ở đây. Đẩy cái khuỷu tay ra xa, thả lỏng ra. À, hai bàn tay chạm lại đi chị. Rồi, nhẹ nhàng. Hạ tay xuống. Không cần phải kéo quá vào gót chân nhé, nó căng đùi. Hạ tay xuống nào, cuộn lưng lại, mắt nhìn xuống. Mắt nhìn xuống rốn. Hít thở đều. Hít thở đều. Hít sâu. Thở ra. Hít vào. Thở này hạ mông xuống sàn. Rồi bỏ gạch sang một bên. Bỏ gạch sang một bên. Chúng ta cùng làm tư thế bánh xe với vòng. Được chưa? Làm bánh xe với vòng. Rồi. Tư thế bánh xe hạ bằng cùi chỏ tay cho dễ đã nhá. Nếu ai không làm được thì chúng ta sẽ lăn lưng như này đã. Rồi, hai bàn chân song song với nhau. Đầu tiên chúng ta làm như này đã. Hai bàn chân song song, ngả đầu ra sau, khép hai vai lại, hít nâng hông lên, thả lỏng đầu. Rồi tay vươn qua đầu, giữ ở đây đã. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi gấp hai cùi chỏ tay lại. Rồi, tay nắm vào hai nếp gấp. Rồi, tiếp tục đi chân về gần. Tì khuỷu tay của mình xuống sàn. Tì khuỷu tay xuống. Hít vào nâng, hông. Duỗi thẳng chân ra. Mở căng lồng ngực ra. Hít thở đều. Hít thở đều. Hít thở đều. Ok. Chân đi gần lại vòng, ngân, Minh Ngân. Chân phải đi gần lại vòng.
Chân phải đi gần lại vòng rồi tì. Đúng rồi đấy, như ý. Rồi, hít vào nâng ho le. Đúng rồi. Duỗi thẳng. Cái trống bằng cẳng tay dễ mà. Lại có vòng đỡ nữa thì dễ lên lắm. Hít thở đều. Hít vào. Tay nắm điểm cao trên, cánh tay trên cao. Chị Ma, nắm ở đây này. Nắm ở chỗ này. Đúng rồi, nắm cao lên, không nắm vào cùi chỏ tay mà nắm ở phía trên. Đây, chỗ này nữa, chỗ này. Đúng rồi, nắm chỗ đấy. Làm chậm. Hít thở đều. Mình ngân làm đi nào. Tay nắm ở chỗ này. Tay nắm ở đây. Tay nắm ở đây. Đúng rồi. Tay này cũng phải nắm sâu vào đây. Lọt cái đầu qua. Lọt qua cái đầu qua, qua qua cái cánh tay đấy. Hoặc là mình chóng mặt à? Thế thôi. Đúng rồi đấy, chị Mai bây giờ tì kiểu tay xuống sàn là được. Duỗi chân đi. Duỗi chân đi người. Duỗi chân đi. Duỗi chân. Nào cái tay này. Rồi ok. Tì bây giờ cảm nhận cái khuỷu tay chạm trên sàn đã bám chặt đã. Được chưa? Rồi bây giờ hít nâng hông lên, đẩy thở. Đúng rồi, giữ ở đây. Lên được rồi. Ngóc đầu ra xa, ngóc đầu ra xa. Ngóc đầu ra xa. Ngóc đầu ra xa. Ngóc đầu ra xa nha. Duỗi thẳng chân ra chị Mai, tốt vì tiếp tục duỗi chân, thở duỗi chân. Cứ ngồi đấy chị Thu Liên chạy đi đâu. Kệ. Ngồi đấy. Rồi hạ xuống. Rồi thở ra. Chân di chuyển về trước một xíu. Rồi chị Mai, êm cái vai chưa? Chị Thu lên lên chưa? Làm cái đấy được chưa? Chưa làm được à? Đi chân gần về, vừa về gần vòng. Tiếp tục đi chân về gần vòng. Thở ra. Bây giờ cảm nhận cùi chỏ tay bấm chặt trên thảm đi. Cùi chỏ tay bấm chặt trên thảm. Cùi chỏ tay bấm chặt trên thảm. Rồi tiếp tục đi chân về gần. Tiếp tục duỗi thẳng chân. Thở ra. Thở, duỗi thẳng chân. Thở. 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 Duỗi thẳng chân. Rồi chúng ta cùng thoát thế nha. Mời cả nhà cùng nằm xuống. Đặt vòng sang một bên. Cùng hai tay ôm chân của mình, lăn lưng lên xuống 10 lần. Ôm chân lăn lưng lên xuống 10 lần. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, cùng thực hiện em bé hạnh phúc nào. Hai tay nắm vào hai ngón chân cái. Rung rinh chân sang hai bên. Rung rinh chân sang hai bên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi lúc này chúng ta cùng thả lỏng. Hít vào vươn hai tay qua đầu. Duỗi căng mũi chân. Kéo giãn toàn bộ cơ thể của mình. Hai tay sang ngang vai. Rồi co đầu gối chân phải tạo thành một góc vuông. Di chuyển đầu gối phải sang bên trái. Nhấn đầu gối nhấn vai xuống. Hít thở đều. Hít vào.
Thở ra. Hít vào. Thở ra. Rồi đổi bên. Co chân trái. Di chuyển chân trái sang bên phải. Tì đầu gối. Giữ ở đây, hít thở đều 5. 4. 3. 2. 1. Rồi nhẹ nhàng hít vào trở về. Trở về. Chúng ta cùng thả lỏng và nằm thư giãn trong tư thế Savasana. Hai chân tách nhẹ sang hai góc thảo. Ngửa hai lòng bàn tay. Khép nhẹ đôi mắt. Hướng sự tập trung vào hơi thở vùng bụng. Hít vào, bụng phình căng lên. Thở ra, xẹp sâu bụng xuống. Hít vào, bụng phình căng. Thở ra, xẹp sâu bụng lại. Hít vào sâu. Thở ra chậm. Hít vào. Thở ra. Hít vào thật sâu. Thở ra hết. Từ đây chúng ta cùng cử động nhẹ các đầu ngón chân, ngón tay của mình. Cùng hít vào, vươn hai tay qua đầu. Duỗi căng mũi chân. Kéo giãn cơ thể của mình. Thu chân trái về gần mông. Nghiêng người sang bên phải. Và từ từ ngồi dậy. Chúng ta cùng ngân một âm thanh ô khi thở ra. Hít vào. Om. Cùng chào nhau. Namaste. Cảm ơn cả lớp.